không? Dạ biết, biết đức thầy. Nhưng mà sao tự nhiên không cho cái miệng mình nói ra. Muốn hỏi thêm mà không có được. Dạ nói không được. Chính tôi nè, tôi ngồi như cái băng đá vậy đi, ông ba với bà má tôi ngồi, với tôi ngồi kế, rồi thầy thì ngồi ngang mặt mình vậy đó. Đó ngồi thì cái tóc nó chấm tới da vậy nè, lỗ tai đẹp lắm, thấy thương lắm, mà nói chuyện vô nhiều mà thấy thương lắm. Lúc đó chưa biết đức thầy ha, biết nghĩ là biết. cậu nào đó thôi chứ không nghĩ là đức thầy ha. Tại nhà mình thờ đức thầy, cái hình đức thầy mình biết hồi lúc còn nhỏ mình có thờ. À. Mình ở riêng, ở nhà ở riêng mình có thờ thầy, thờ Tam Bảo. Hồi lúc đó là nhà ông già ông cũng tin tưởng là đức thầy ha. Dạ, cũng sau tin đó ông mới tin thầy. Tin lúc đó cũng tin lúc đó luôn nữa, mà làm như trong lòng mình không cho thầy, không cho mình nói ra. Đó. Không biết kia đức nói, thầy không nói không được, xưng ông Tư cậu thôi, kêu bằng cậu thôi. Mà sao đức thầy nói tôi theo đạo Cao Đài là sao? Hiểu ý đó không? Hiểu ý đó, sợ không biết ổng tránh tiếng hay sao không biết nữa. Chắc có lẽ là đức thầy muốn che, không có cho biết là không đức cho thầy biết. Ha. Dạ. Không cho đức thầy đấy. nói lệch con bên ha. Dạ. Lệch bên đó. Lệch qua để cho mình đừng có nghi như đây là đức thầy phải không? Dạ. Quỳnh kỳ cao phơi đạo kỳ ba, phu sức tiên gia gọi ai qua, sổ tay tùng lai tam tư kỳ, ký tự nhân lai chi tóc hài. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đã trở về vùng đất Cái Dầu Châu Phú quý vị, vùng đất của An Giang. Thì kính thưa quý vị, như trước giờ quý cô chú anh chị đã xem những mẫu chuyện bên thầy, những câu chuyện mà đức thầy đi nhiều nơi để giáo hóa chúng sanh, để khuyên bà con ăn hiền ở lành đó quý vị. Thì hôm nay trải qua đức thầy vắng mặt cũng khá lâu rồi, mấy chục năm quý vị, cho nên là Châu Phú hiện giờ đã nhận được một cái những cái tuần chữ, bốn dòng chữ quý vị, có ẩn ý là đức thầy đã về, cho nên gia đình lúc nào cũng tin tưởng là đức thầy về để mà giúp bệnh cho ông cụ bà cụ ở trong nhà. Đó là cha mẹ của chú Thím Tư nha quý vị. Và ở đầu của bốn câu thơ này là để Quỳnh Phú Sổ Ký, cũng rất là đặc biệt, cho nên hôm nay Châu Phú thấy cái bốn cái dòng chữ này nè vị bị mối ăn hết trơn, mà gia đình ở phía sau dán lại rất là kỹ luôn vị, giữ rất là kỹ, cho nên hôm nay Châu Phú cũng có mời huynh Thiện Nghĩa, huynh Hữu Nghĩa cùng với đồng đạo đến đây rất là đông. Châu Phú xin đọc cho vị nghe trong bốn câu thơ này có ẩn ý gì. Xin quý cô chú anh chị hãy đồng hành cùng với Châu Phú giải mã bốn câu này nha vị. Dạ. Quỳnh kỳ cao phới đạo kỳ ba, phú xuất tiên gia gọi ái hà, sổ tái tùng lai tam tứ kỵ, ký tự nhân lai tri tốc hài. Đây chữ ký rất là đặc biệt nha quý vị. Chữ ký này thì Châu Phú xin quay cho quý vị xem. Thì Châu Phú mời quý cô chú anh chị nghe những cái câu chuyện rất là lạ kỳ ở ngoài Sài Gòn nha quý vị. Châu Phú kính chúc quý vị ngày mới an lành và hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ nha. Video có gì sơ sót mong quý vị quan hỷ thông cảm bỏ qua nha. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, hiện giờ Châu Phú đã vào được trong gia đình của chú Thím Tư cùng với chị Thủy, chị Truyền và chị Hà, gia đình của chị Hà quý vị. Và bây giờ anh em của Châu Phú là có anh Hữu Nghĩa, anh Thiện Nghĩa đã vào trong đây và xem được bốn cái dòng thơ quý vị, cũng rất là đặc biệt. Và đứng đầu của bốn cái dòng thơ, những cái chữ đầu đó quý vị là để Quỳnh Phú Sổ Ký, cho nên hôm nay Châu Phú xin mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành cùng với Châu Phú nghe chú Thím Tư kể lại vì sao mà có bốn câu thơ này nhé quý vị. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Chào anh Thiện Nghĩa, chào anh Hữu Nghĩa, chào chú Hà, chào chị Thủy, chào tất cả quý vị nha.
Dạ, thì hôm nay đặc biệt là em thấy có bốn cái bằng thơ này thấy cũng rất là đặc biệt, cho nên mời Quynh Nghĩa cùng với Quynh Hữu Nghĩa cùng với quý đồng đạo trở về đây thì làm một cái chương trình. Tại vì gia đình này rất là tinh tấn à. Một ngày chú cũng tới bốn thời là gấp đôi cho bố. Rồi thím thì ba thời. Và đặc biệt khi mà nhận được bốn cái câu thơ này về tinh tấn hơn nữa đó. Cho nên mời hai anh đến đây. Có gì thì anh Nghĩa sẽ đọc ra bốn câu thơ và anh Hữu Nghĩa cùng với quý đồng đạo sẽ giải đáp ra trong bốn cái câu thơ này. Thì trước tiên thì anh Thiện Nghĩa thấy bốn câu thơ này em thấy mối ăn hết trơn đó, anh thấy có gì đặc biệt không anh? Xin chào tất cả quý vị. Thì Thiện Nghĩa thấy hôm nay cũng có duyên lành được trở về thăm đồng đạo là chú Thiếm Năm và gia đình. Thì cũng rất là vui khi uống trà đạo mà lại nghe chú Năm có một bài thơ rất là cũ kỹ, không biết năm nào mà được gói trong một cái bọc như vậy, rất là cung kính trang nghiêm quý vị, để lên cái ngôi tam bảo để thờ, chứng tỏ là chú Thiếm cũng rất là quý cái bài thơ này, cho nên mới đem lên cái ngôi tam bảo để mình thờ phượng, mình cung kính. Và mấy chú nghĩ là đây là một cái gì rất là thiêng liêng mà thầy tổ để lại, cho nên trong lòng của mấy chú gia đình cũng rất là tinh tấn, nghĩ là như có thầy tổ bên cạnh mình vậy đó. Cho nên thì trước khi đọc cái bài này thì để thì nghe hỏi chú Thiếm nguyên nhân gì đâu mà có cái bài như thế này á. Dạ. Chú đang nằm thầy kể lại cho đạo nghe. Dạ, nguyên nhân á là hồi đó đó 1989 đó là có ông già ba là bệnh phổi, nằm ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đó. Dạ. Rồi nằm đó đâu cỡ một tháng. Rồi có hôm bữa đó chiều đó là mới gặp thầy. Dạ. Rồi mới trò chuyện với thầy. Rồi ba mới hỏi sao mà thầy ơi, sao cậu ơi, tôi sao tôi bệnh hoài. Cái thầy mới nói là ráng vui lòng mà trả đi thì mau hết đó, thầy nói vậy đó. Rồi ngồi chơi rồi nãy kia nói rồi hỏi thăm nó thầy ở đâu, thầy mới nói tôi có cái am á ở ngang chùa Bà á, già núi Sam á, thầy nói vậy đó. Để ra tôi hỏi với mà cậu đạo gì, cái thầy mới nói tôi là đạo Câu Đài, tôi thờ hai bàn thờ Thông Thiên, cái cậu nói vậy đó. Rồi cái cậu mới nói chàng ơi tôi đi tùm lum hết trơn á, mấy ông này kiếm tôi bắt hoài à đó. Rồi cái tôi mới nói cậu ơi có khi nào cậu có về quê á ghé nhà con chơi cho biết. Ông nói thôi tôi hứa là tôi phải đến, chứ không đến là không được, mất là hứa đó. Rồi sau đó rồi bắt đầu cái mấy ba má với tôi là mấy đi xuất viện đi về. Rồi cái thầy mới cho là bốn câu thơ đó, rồi ba đọc, ba mới nói cậu ơi sao tôi đọc mà tôi không hiểu. Cái cậu mới nói là không hiểu á, ông đem qua bên bên chùa Hòa Hảo á giải cho ông hiểu chứ gì. Rồi thôi xuất viện đi về. Dạ, thầy rồi rồi, rồi tôi còn hỏi chứ cậu đau bệnh chi mà vô đây, vô bệnh viện. Cái cậu nói ai mà có bệnh chi thì tôi có bệnh nấy à. Rồi cái tay vũ nhiệu vậy nè, thấy thương lắm. Như vậy ông già ông tin tưởng đây là như là đức thầy phải không? Dạ biết đức thầy. Nhưng mà sao tự nhiên không cho cái miệng mình nói ra. Muốn hỏi thêm mà không có được. Dạ, nói không được. Chính tôi nè, tôi ngồi như cái băng đá vậy đi. Ông ba với bà má tôi ngồi với tôi ngồi kế. Rồi thầy thì ngồi ngang mặt mình vậy đó. Đó, ngồi thì cái tóc nó chấm tới da gì nè, lỗ tai. Đẹp lắm, thấy thương lắm, mà nói chuyện vũ nhiệu mà. Thấy thương lắm. Lúc đó chưa biết đức thầy nha. Biết. Nghĩ là cậu nào đó thôi chứ không nghĩ là đức thầy nha. Tại nhà mình thờ đức thầy, cái hình đức thầy mình biết hồi lúc còn nhỏ mình có thờ. Mình ở nhà riêng mình có thờ thầy, thờ tam bảo. Hồi đó là ông già ông cũng tin tưởng là đức thầy ha. Dạ, cũng sau tin đó ông mới tin thầy. Tin lúc đó cũng tin lúc đó luôn nữa, mà làm như trong lòng mình không cho thầy, không cho mình nói ra đó. Không biết chứ đức thầy không nói không được, xưng ông Tư cậu thôi, kêu bằng cậu thôi. Là sao đức thầy nói tôi theo đạo Cao Đài là sao? Hiểu ý đó không?
Hiểu ý đó, sợ không biết ổng tránh tiếng hay sao không biết nữa. À, chắc có lẽ là Đức Thầy muốn che, không có cho biết là không Đức Thầy biết. Ha. Dạ. Đức Thầy nói lệch con bên ha. Dạ. Lệch bên đó. Lệch qua để cho mình đừng có nghi đây là Đức Thầy phải không? Dạ. À, mà trong lòng á thì tính nói là kêu bằng Đức Thầy, cũng biết nói nữa. Mà nhưng mà làm cái miệng mình không cho nói. Dạ. Thì hồi xưa thì mình cũng nhớ có câu chuyện mà hồi xưa ông Tám ở Kiên Giang á, dạ, cũng chèo thuyền cho Đức Thầy đi đây đi đó đó. Thì có một chuyện rất là hay là lúc Đức Thầy đi ra đời là cái ông Tám này ông còn nhỏ, ông bệnh hoài à, quanh năm suốt tháng ông bệnh hoài à, không có thầy nào mà chỉ được hết á. Thì một hôm có Đức Thầy đi ngang đó, Đức Thầy biết là cái duyên đã đến rồi để độ ông này, thì Đức Thầy nói là nhỏ ơi, Phật ra đời rồi mà sao mà còn nằm hoài vậy, phải ra giúp thế đồ đời chứ sao mà nằm hoài vậy. Thì ông Tám ông nghe vậy ông giật mình, ông dòm thì ông thấy phía trước là Đức Thầy bước vô tới rồi. Thì ông thấy Đức Thầy ông rung động hết, ông nói sao thầy phúc hậu quá mà mình sao mà mình như không có cảm giác như là mình tỉnh vậy, không có bệnh chứ. Thì ông hát hồn ông vượt lại Đức Thầy mới bước vô. Đức Thầy nói đâu bây giờ ông bệnh sao, vô nhà lấy ly nước đi ra rồi tôi giúp cho. Thì ông cũng bước vô nhà ông lấy ly nước lọc thôi. Thì Đức Thầy nói thôi ông cứ uống cái này thì ông khỏe chứ không có sao đâu. Thì lúc đó Đức Thầy uống miếng, còn một phần lại đưa ông uống. Thì uống xong rồi ông nói là toàn thân của ông từ ở trên này dài xuống tới chân luôn, nó lạnh và nó rất là mát. Và từ đó là ông hết bệnh luôn cho đến ông 90 mấy tuổi ha, không biết ông Tư không? 97 tuổi mà ông không có bệnh gì hết, ông rất là khỏe. Rồi từ đó là ông mới chèo thuyền cho Đức Thầy đi đây đi đó để mà thuyết pháp đi gần đạo đó. Thì lúc đó là cũng giống như cô Năm kể đó, là ông Tư muốn hỏi Đức Thầy rất là nhiều điều mà hỏi không được. Yeah. Vậy lúc đó thì Nghĩa cũng có về gặp ông, nhưng mà ông nói là thì nghe nói ông có hỏi Đức Thầy chuyện này chuyện nọ rất là nhiều, sao ông không hỏi, ông có thể ông kể lại. Thì ông nói là ông muốn hỏi rất là nhiều điều nhưng mà muốn hỏi là tự nhiên không hỏi được, không hỏi được, không hỏi được điều gì cả, trừ cái trường hợp mà chuyện đó là có lợi cho chúng sinh và chuyện gì đó cần thiết thì hỏi được, còn tự động mà muốn hỏi Đức Thầy điều gì để chuyện này nọ là không bao giờ hỏi được. Nó có một điều mà ông kể mình nó rất là vi diệu, suốt bao nhiêu năm mà ông ít khi nào hỏi Đức Thầy đó, có nghĩa là những chuyện gì cần thiết giúp đời chữa bệnh cho bá tánh vạn dân thì lúc nào hỏi cũng được hết á, nhưng mà để hỏi để tìm hiểu chuyện này chuyện nọ cái khơi á là không bao giờ mở miệng ra. Có một cái thần lực lạ, ông nói có một thần lực rất là đặc biệt. Thì hôm nay nghe cô Năm kể nó có cái điều nó hơi giống, nghĩa là nhiều khi mình muốn hỏi chuyện này chuyện nọ mà các bậc thánh á thì không muốn mình nói chuyện của thế gian, chuyện này chuyện nọ, mà mình mà hỏi cái gì mà cần thiết lợi ích cho chúng sinh hay cái chuyện đó quan trọng thì các ngài cho mình để mình có cơ hội mình nói. Còn bình thường là các ngài, không phải riêng Đức Thầy mà các bậc ngày xưa cũng vậy, Đức Phật Tổ ngày xưa cũng vậy, cái chuyện mà muốn lên hội Đức Phật để thỉnh pháp hay cái điều gì đó lợi chúng sinh thì mình hỏi được, còn bình thường cái thần lực của các ngài che phủ hết nè, để cho mình nhiếp tâm mình lo tu chứ mình không có để hỏi chuyện mà không đâu vào đâu ha. Thì nghe thứ Năm kể thì có cái gì cũng rất là hay. Và cuối cùng thì nghe nói là ông cậu đó ông cho cái bài này ha, thì mình cũng chưa biết là có phải là Đức Thầy hay không hay là ai đó, thì nhưng mà mình nghĩ cái bài thơ này cũng rất là hay, chỉ có những người học nho hay là Hán Nôm hay những người cao siêu lắm mới thể viết được cái bài Hán ngữ mà cái chữ mẫu tự thế này. Thì Nghĩa cũng đã biết, có học qua văn chương cũng biết là cái người này không phải là cái người tay ngang mà viết được cái câu phán thủ thế này, rất là hay ha không Nghĩa. Dạ. Thì Thanh Nghĩa có thể đọc qua không để cho mọi người nghe không? Anh đọc đi. Đọc ha. Dạ. Ở đây là phán thủ của gì, giống như trong sấm giảng Đức Thầy có những câu như là vô danh cư sĩ hay là bửu sơn kỳ hương quan thượng đẳng đại thần. Quan thượng đẳng đại thần, đó là bên Phật giáo Hảo thường có những câu phán thủ vậy, nhưng mà đọc ngược, đọc xuôi hay đọc ngang đều có nghĩa nha quý vị. Thì ở đây có cái bốn câu
thì Nghĩa có thể đọc cho quý vị cùng nghe nha quý vị. Thì tùy mọi người nhận xét ha, mấy người, nhất là mấy người học Đạo Văn thì sẽ hiểu nhiều hơn thì Nghĩa ha. Mô Di Đà Phật. Quỳnh kỳ cao phơi đạo kỳ ba, phu sức tiên gia gọi ai qua. Sổ tái tùng lai tam tư kỳ, ký tự nhân lai ký tóc hài. Nam mô A Di Đà Phật. Đó quý vị, đó là bốn câu mà có cái chữ ký. Thì theo quý vị đoán đây là chữ Quỳnh ha. Còn đây có chữ thập nữa vậy thì dạ, rất là đơn giản, chữ vàng đó. Đó nó cũng đơn giản thôi, rất là đơn giản, nhưng mà gia đình thì xem đây là một cái lời của một cái bậc tu đắc đạo, cũng đoán là chắc là đức thầy, nhưng mà điều đó thì mọi người có một niềm tin khác nhau, thì Nghĩa thì cũng không có quyết định được vị này là ai, nhưng mà biết đây là một cái người mà cũng là bậc chân tu thôi ha. Không biết Hữu Nghĩa nghĩ sao thì có thể tìm hiểu thêm ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa anh Năm chị Năm cùng toàn thể chư quý huynh đệ kính mến. Thì hôm nay chúng ta được cái hữu duyên là về đây rồi lại được gia đình kể lại cái thiện duyên mà gặp được cái bức thư này. Do một cái người mà có cái phước tướng mà gia đình cũng nghĩ là tóc ngang vai, cũng giống như là trong chân dung của đức thầy mà thường gặp, và cái cung cách mà khi nói chuyện lại với chị thì nhẹ nhàng không, với lại ba của chị thì diễn tả lại là ông nói chuyện rất là nhẹ nhàng với những cái âm điệu mà rất là từ tốn đó, rồi những cái cử chỉ thì giống như là một cái người có cái hạnh khiêm cung vậy đó, từ hòa nhân ái. Thì qua đây mình mới thấy được chính những cái đức hạnh trang nghiêm mà thể hiện từ bên ngoài cũng làm cho gia đình có một cái sự suy nghĩ rất là đặc biệt, nghĩ rằng cái người này chứ không phải là cái người như bình thường mà nói năng thì bộc trực, hay hoặc là có những cái cử chỉ nó khác hơn. Cho nên do đó mà gia đình rất là tin tưởng, và ngay từ cái lúc mà được cái bài thơ này á quý vị, thì kể từ đó gia đình rất là tinh tấn, giống như anh đang ngồi đối diện là chủ gia đình, chị này cũng chủ gia đình, đó là người con gái. Thì được cái bức thư này rồi đó, thì bốn câu thơ này rồi coi như là một cái thiện duyên lớn, rồi từ đó mà gia đình rất là tinh tấn cúng lại thì bốn thời quý vị. Phát tâm ăn chay hết hả chị? Ha? Dạ. Dạ. Gia đình phát tâm ăn chay và cúng lại bốn thời. Thì mình thấy trong cái thế giới tâm linh, và nhất là khi quý vị mà chúng ta hiểu được một vị Phật ra đời, thì khi tu tập mà chứng được tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông. Thì tam thân là gì? Tam thân là báo thân, quá thân và thiên bá ức quá thân. Thì trong cái cuộc mà dạo Lục Châu thì Đức Thầy cũng thường thể hiện thiên bá ức quá thân của mình, là đến đây Thầy tới quá 10, nói cười cười bắn thuốc sơn đông, một mà quá tới 10. Hay hoặc là Thầy nói giả gái không chồng đi bán cao tươi, hay là khi già lúc lại trẻ thơ, giả quê giả dốt khắp trong thị thiền. Thì nói về thiên bá ức quá thân của một vị Bồ Tát khi mà trợ duyên cho một người nào đó, mình người phàm không biết được, mình không thể biết được. Khi mà ông đi khỏi là biết. Dạ, suy ra, ha. Dạ. Cho nên khi mình tiếp cận với cái người đó thì tự nhiên trong cái chu vi, trong cái không gian mà mình tiếp cận đó, nó có một cái từ trường, hay mình nói là một cái năng lực gì đó, nó sẽ giúp cho mình tự nhiên trong tâm thức mình nghĩ ngợi tới cái người đó như là một cái người mà có cái đức độ nó phi thường. Rồi
cái niềm tin của mình đó nó trưởng dưỡng lên, mình lại tăng trưởng được cái đức tin đó, và mình đặt cái niềm tin vào cái người đó giống như là một cái vị cứu tinh hay hoặc là một vị Bồ Tát hay hoặc là một cái vị thầy, để từ đó mà mình có cái điểm tựa tinh thần. Cho nên qua đây thì anh đọc bốn cái câu này thì thường thơ khoáng thủ thì mình cũng đã đọc trong giáo lý của Đức Thầy có rất nhiều. Đặc biệt thì cái bài này cũng khoáng thủ bốn chữ đầu là Quỳnh Phố Sổ Ký. Nhưng mà có đôi khi thì nếu mà so về niên đại anh, thì thầy của chúng ta vắng mặt là 80 mấy năm ha, mà chị kể lại thì cách đây chỉ có 30 mấy năm thôi đó, thì mình thấy cái niên đại là so lại đó, thì muốn gặp thầy đó, chính thầy thì là không phải vào cái cơ duyên đó. Mà sau này em nghĩ rằng khi Đức Thầy đã vắng mặt, thầy nói lòng sầu riêng cũng xin nguôi bớt, đừng thở than bận đến lòng ta, để cho thầy đi dạo ta bà nặng dạy kẻ đường xa chưa rõ. Thì không chỉ là đất nước Việt Nam này, cái cõi Nam Thiện Bội Châu mà mình đang ở, mà cái cõi ta bà gồm một núi Tu Di và bốn châu thiên hạ. Bốn châu thiên hạ đó là Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cu Lưu Châu, Tây Ngu Quá Châu và Nam Thiện Bội Châu. Thì cái cõi Diêm Phù Đề mình đang ở đây chỉ là một gốc của còn lại của ba cái châu kia. Cho nên cái cõi ta bà rộng lắm. Thì như vậy thầy không chỉ là giáo hóa chúng sanh khai đạo để cứu đời trong cái Nam Thiện Bội Châu này không, mà còn đi qua bốn châu thiên hạ kia nữa. Để cho thầy đi dạo ta bà. Để cho thầy đi dạo ta bà đó. Dạy trẻ đường xa chưa dạ. Rõ. Cho nên châu cũng biển nữa ha. Dạ. Cho nên trong cái thiên bá ức quá thân của chư Phật thì ở đây đối với mình còn phàm tình á, mắt phàm mình không có thấy được những cái điều mà nó vi diệu thậm thâm trong cái thế giới đó. Cho nên đây cũng là một cái hình thức anh nghĩa. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Thường thì có cái câu nói đó để anh hiểu linh hay không là do mình. Mình cho cái đó là quyền năng thì cũng là do mình. Mà mình có nói thôi tôi không có tin đâu thì cũng chính là do mình. Cho nên do đó cái kỳ duyên hôm nay đó, anh em mình gặp anh Năm, chị Năm là gia đình, mà thấy có những cái điều trong cái diệu lý tâm nguyên đó, là anh chị từ khi có bài thơ này rồi đó lại là càng tinh tấn hơn nữa. Thì cái điều đó làm cho mình có cái suy nghĩ nó lạ hơn mọi người. Tại sao mà mình gặp cái bài này, thí dụ mình không tin thì mình cho nó bình thường đi, tôi làm cũng được, tôi viết cũng được, tôi sáng tác cũng được đi. Nhưng mà lại anh chị thì gặp cái bài này cũng giống như là gặp được một cái linh thù hộ mệnh hay dẫn quý báo lắm rồi, cái kích thích cái tâm linh đó. Là phải ngài phải hành đạo cho nó lại tinh tấn hơn. Có hai thời giờ lên tới bốn luôn á. Đó thì mình thấy cái điều này nó rất là là lạ phải không? Đó, chỉ có bốn câu thơ đơn giản thôi đó mà anh Nghĩa vừa đọc qua. Có khi năm thời sáu thời nó nghe cho Phú. Thì cái này nó vượt qua bình thường luôn. Thì cái là bốn thời đó. Có cái lực á. Dạ. Lực á thì hồi mà cũng phải đi công phu mới được. Dạ. Mẽ hơn, tại nhẹ nhàng hơn. Mấy chị có thấy là duy diệu không? Duy diệu, dạ, quý báo lắm. Thấy không? À, cho nên đối với những người không tin thì người ta có thể là người ta mặc cảm đối với cái bài thơ này, hay hoặc là đối với cái sự tinh tấn của gia đình. Nhưng mà đối với tụi em thì những người mà luôn lúc nào cũng đi tìm những cái người mà có cái thiện duyên, những cái người bạn lành để chi, để mình kết nối lại cái thiện duyên đó, rồi cùng sống trong cái tinh thần hòa hảo, là như lời Đức Thầy đã dạy tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Mà nếu ai được thể hiện cái này mới đúng là cái tinh thần hòa hảo, phải không? Tức là mình không có tranh đấu hơn thua cao thấp nhân ngã, mà rất là hòa nhã, rất là từ mẫn, rất là thương yêu với nhau đó. Để làm chi? Để mình cùng trợ trưởng với nhau, để mình tu học. Thì câu nói là cao sơn tự thạch động, cao đạt tự duyên giao, núi cao nhờ đá chất thành, đạo cao nhờ có bạn lành trợ duyên. Chứ nếu mà nói cái người đó tu dở thôi tôi không gần, cái người đó mà biết cái gì thôi tôi không chơi, thì như vậy cái lòng ích kỷ của mình, cái sự tật đố dèm xỉm vô nền ích kỷ tư tâm, nó là tập hợp của vô minh, nó sai khiến mình thì tránh đi cái đường lành. Thường thường thì thất kỳ vọng tưởng mà lánh chân đường lành lại vậy đó. Tức là mình, cái tâm mình mà nó không có được từ hòa, không được vị tha, không được vô ngã, thì con người ta thường hay có những cái phân biệt này lắm. Cho nên thì em thấy đây nè anh, là cũng một cái thiện duyên. Một cái thiện duyên dạ. Một cái thiện duyên cũng rất là đặc biệt.
Nhưng mà đọc ở đây thì em cũng có ít nhiều. Hồi trước tới giờ trong cái nghiên cứu về giáo lý thầy ở đây Châu Phú với quý anh quý chị, thì mình thấy đây là nếu nói về đạo Cao Đài mà chị nói, chị hỏi ông cậu đó thì ông nói là tôi là đạo Cao Đài, thì thường đạo Cao Đài là có chữ đạo Kỳ Ba. Tôi cũng nhớ một cái bài thơ mà khuyến tấn về ăn chay của Đức Hộ Pháp là giáo chủ của đạo Cao Đài: ráng tu cho kịp trận Kỳ Ba, đạo đức không chuyên khổ lắm à, chai lạc đặng ngừa loài khí độc, mê mang bất tỉnh trận Kỳ Ba, người hiền cứu sống phò chân chúa, hung dữ bạo tàn sát quả tha. Thân dậu đến đây rồi sẽ biết, đinh ninh giữ vẹn mấy lời ta. Đó, cái bài thơ chữ Kỳ Ba ha. Là đọc mình mới thấy có chữ Kỳ Ba, thì ở đây cũng có một cái trận Kỳ Ba. Thì em nghĩ là đạo Cao Đài là đúng rồi đó, mình xác định theo cái góc độ hiểu biết và nghiên cứu của mình đó. Có lẽ là nhiều khi huynh gặp Đức Hộ Pháp đó thì các ngài cũng đã quá hiện rất là nhiều, tại vì chung một cái phận sự mà trong sứ mạng của Đức Thầy, Thầy nói ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút ngục tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội cũng chắc chắc Phật tiên không chỉ bảo. Thì ta cùng Đức Thầy, vậy thì trong pháp thân của Đức Thầy thì không phải là một thầy không, khùng thời ba tớ một thầy giảng giải dễ đại rõ như thiên cơ. Người ta cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long qua chầu Phật. Vậy thì trong bài sứ mạng Đức Thầy đã nói ra cái điều đó, thì ta cùng Đức Thầy, vậy là ta cùng Đức Thầy ai nữa chứ, phải không? Vậy thì đâu phải một mình Đức Thầy, mà ta cùng các vị chân tiên, vậy thì các vị chân tiên đó là ai? Phải đặt từ chỗ này. Vậy thì bên đạo Cao Đài các ngài cũng đã hết lòng trong cái công tác phổ truyền giáo lý ha. Rồi đạo Phật giáo Hòa Hảo thì mình cũng vậy, mà bên quý thầy quý sư thì người ta cũng gắn gỗ làm tròn cái phận sự của mình đối với Ân Tam Bảo. Vậy thì có nhiều người hiền xuống đây lắm, mà không chỉ là các ngài đâu, mà anh em chúng ta cũng phải đang thực thi cái nhiệm vụ này. Thầy nói là chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khu vọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường với Trân Hòa Thượng chọn đường quy nguyên ha. Vậy thì nên bổn phận của chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm những kẻ xa cơ, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh, như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Không của riêng ai hết, mà phải là hiệp nhau để truyền bá kinh lành ha. Thì qua mấy câu thơ này em thấy là như Quỳnh Kỳ Cao Phới đạo Kỳ Ba, chữ Quỳnh Kỳ, chữ Quỳnh đó thì mình biết là người họ Quỳnh rồi, phải không? Người họ Quỳnh rồi. Chữ Kỳ có khi là lần, có khi là một chu kỳ chỉ cho thời gian. Quỳnh Kỳ là thời kỳ của Đức Quỳnh, cái người họ Quỳnh. Nó Cao Phới thì thường thì chữ cao mà chữ phới đó là cái phất phới, là chỉ cho gì? Chỉ cho cái thời kỳ hưng thịnh, thời kỳ mà cũng giống như là diều gặp gió vậy đó, luôn lúc nào cũng phơi phới trên trời cao trơn, chỉ cho cái sự thăng hoa. Cao Phới đạo Kỳ Ba thì cái lần này trở lại là trong cái lý tam nguyên, từ thượng nguyên, trung nguyên, bây giờ hạ nguyên trở lại đó, thì thời kỳ đó là thời kỳ lập hội, mà Đức Thầy cũng đã có cái tiên liệu trước trong cái bài sứ mạng của mình, là chuyển lập hội long qua chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho dân quốc Cuba. Vậy thì rõ ràng là khi Nhiên Đăng Cổ Phật ra đời thì ngài lập một cái hội, đó là Liên Trì Hội. Đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời thì ngài lập một cái hội đó gọi là Linh Thứ Sơn Hội. Bây giờ thời kỳ này thầy xuống có bổn phận thì chuyển lại lập hội Long Qua, thì ai là Đức Di Lặc, là vị giáo chủ lập ra cái hội Long Qua. Mà cái điều đó là tất cả những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hay những người trong đạo Phật đều công nhận thấy được điều đó, xuất từ cái bộ kinh Di Lặc Hạ Sanh, Di Lặc Thượng Sanh. Quý vị thấy không? Cho nên thì mình hiểu cái câu thứ nhất là
cái thời kỳ này đó là khi Đức Quỳnh do một người họ Quỳnh đó với cái đức độ phi phàm, với cái đức độ của ngài thì luôn lúc nào là cũng được 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 cái danh danh hiền của ngài đó được cũng náo nức bay xa chứ á. Đạo kỳ ba là thời kỳ mở cửa ra một cái lần thứ ba này nè, đó thì phú sức tiên gia gọi ái hòa, thì phú sức tiên gia tức là những cái lời mà tiên gia đó là kêu gọi tất cả mọi người sống trong cái tình yêu thương hòa hảo, cho nên mới gọi là ái hòa. Ái là yêu thương, mà hòa là hòa hảo, thuận thảo, tốt đẹp đó. Hòa giả tương thân, hảo giả tương trợ, tương thân tất bất chiến, tương trợ bất giao tranh, bất chiến tự nhân thành, vô tranh tự nhiên đắc. Mới có tình hòa hảo, cái tình yêu thương rộng lớn bác ái dị tha. Thì sổ tái tùng lai tam tứ kỵ. Thì sổ tái tùng lai thì cái này, cái chữ sổ thì có đôi khi mình hiểu là tên, nhưng mà ở đây là Quỳnh Phú Sổ thì mình cứ nghĩ người này lại là người ta nói lên cái danh thể của thầy á, thì thầy tên thật là Quỳnh Phú Sổ, thì cái đó là thánh tích rồi, không có ai mà phủ nhận trơn á. Tái tùng lai, tái tùng lai tức là chữ tái là trở lại, mà tùng lai chữ tùng á có nghĩa là chữ bồng lai nữa, tùng lai là bồng lai nữa, là một cõi tiên nữa không chừng. Thì ở đây chữ nho khi mà mình gặp được mặt chữ mình mới dám giải nghĩa, nhưng mà mình chỉ thấy được những cái câu này rồi trong cái tình thân của gia đình thì mình chỉ nói lên cái đại ý thôi. Tùng lai tam tứ kỵ, chữ tam là ba, chữ tứ là bốn rồi ha, chữ kỵ có đôi khi một chữ kỵ thôi nó tới ba nghĩa rồi đó. Kỵ là kỵ binh, là cái người mà đứng ở trên lưng ngựa, gọi là kỵ binh, là một người chiến sĩ. Rồi kỵ thì cũng có nghĩa là kiên cử, tức là cái này nó kỵ cái kia nó khác với cái nọ, gọi là kỵ. Rồi kỵ có đôi khi là lại là cái kỷ niệm của cái người đó đã từ trần rồi, bây giờ trở lại đó thì người ta kỵ cơm, đó là nhớ lại ngày đó tôi cúng cơm. Một cái chữ kỵ thôi thì nó ba nghĩa rồi, bây giờ mình phải tìm cái nghĩa nào mà nó phù hợp. À đó, vậy đó. Rồi ký tự nhân lai tri tóc hài, thấy không? Ký tự là mình biết là những cái chữ alpha, A, A, B, C, D, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, B, Q, R, đó là những chữ cái gọi là ký tự không đó. Nhân lai tức là trở lại trong các cõi người, là hay hoặc là người xưa trở lại không chừng đó. Tri tóc hài, chữ tri là biết, tri rõ nguồn gốc, chữ tri là biết đó, nhìn thấy hiểu biết được tất cả mọi việc. Chữ tóc là nhanh, chữ hài, nào chữ hài cũng có mấy nghĩa rồi, chữ hài là hình hài, chữ hài là đôi giày đó, nó vậy đó. Rồi chữ hài là một cái người mà mới sinh ra à. Rồi chữ hài đó có đôi khi khôi hài nữa đó, thấy không? Cái chữ Hán tự là nó hiểu rộng lắm, cho nên cái bài thơ Hán tự này mà mình chưa có gặp được cái mẫu chữ đó Quỳnh Nghĩa, thì mình phân tích á theo cái thế trí biện thông là cái hiểu của Phạm Trần đó không có toát được cái nghĩa của các ngài đâu, cho nên thì mình chỉ hiểu chung chung. Và đây là mình muốn nói đến tất cả anh em mà khi xem cái clip này đó ha, là cũng đừng có một đừng có một cái gì đó nó mặc cảm rồi. Suy nghĩ chúng quá tôi xa xôi chúng tôi là phải tìm những cái này nọ rồi làm cho mọi người phải tin tưởng tuyệt đối vào bài thơ này là của Đức Thầy để lại đâu. Chúng tôi không có cái ý đó, mà tùy theo cái duyên của mỗi người thôi, để mình có được một cái niềm tin. Niềm tin đó là niềm tin mình hướng về Phật pháp, mình hướng về chân lý, để mình cố gắng tu tập làm sao để mai này khi mình được minh tâm kiến tánh, cũng giống như là tu hành mà tâm trí mình cho minh vậy đó, rồi thì mình sẽ hiểu hết tốt những cái nghĩa này, những cái mật nghĩa nó nằm ở trong, cũng giống như là thầy viết bụng những cái bài thơ mà khoáng thủ, thí dụ như vô danh cư sĩ, vô thượng thậm thâm dĩ y truyền danh ngôn chép để rạch đằng tiên cư gia tịnh độ tâm viên mãn sĩ xúc văn từ dốc giải khuyên, thì mình chỉ hiểu nôm na qua cái sự học thức của mình để mình phân tích giải thích chứng minh cho anh em hiểu thôi. Chứ còn nếu mà hiểu về cái dĩ tâm mà truyền tâm, nó vô thượng thậm thâm dĩ ý truyền, dĩ ý truyền là tâm truyền tâm, mà ngày xưa Đức Phật đưa lên cành sen trắng thì ông Amakajit ông mới hiểu được cái mật nghĩa của nó là chín chiếm miệng cười, thì liền được là Phật truyền tổ anh. Chứ còn trong pháp hội đó không ai hiểu được cái gì đâu, cho nên do đó mà quý vị mong rằng ha, cũng có một cái lời với tất cả mọi người
là xin được cái niệm tình quan hỷ. Nếu cái nào mà quý vị thấy có được cái sự đồng cảm thì cũng sẽ cùng với anh em chúng tôi để làm hết cái bổn phận của mình. Tầm sức nhỏ còn làm nên cái người không lo có thẹn hay chăng, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Còn nếu nào mà quý vị thấy chưa có hài lòng thì cũng giống như đây là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ xem lại 100.000 cái thiện duyên để có thể là kết nối giữa người đó trở về với chân lý để tu tập. Thì trong vô số mà cái phương tiện để độ đời đó thì mình không hiểu nổi. Có người thì người ta tự thấy cái người này cái đức hạnh trang nghiêm quá thì người ta tu. Có khi thấy cái ông đó ông trị bệnh tuyệt vời quá mà ông dùng quyền diệu của tiên gia để độ bệnh á, thì mình đang bị bệnh thập tử nhất sinh nhưng mà uống ly nước lạnh cái tự nhiên hết tu. Có người thì tự nhiên cái thấy ông đó ông ăn chay, ông hiền từ, ông cúng lại ngày mấy thời mà thấy cái phong cách của ông có phi phàm cái tự nhiên ta tu. Thì trong cái cách tu mà để được trợ duyên đó thì em thấy cái trường hợp nó cũng khác nhau nhiều lắm. Cho nên do đó mà anh Nghĩa ơi, anh em mình thì làm hết cái bổn phận thôi, thấy những cái điều gì mà nó màu nhiệm nè, rồi nó kỳ diệu nè, rồi nó có những cái quyền bí nè, hay hoặc là những cái giai thoại nó rất là đặc biệt thì cứ truyền tải lại cho anh em. À, anh em xem để anh em biết được đó là những cái phương tiện chỉ có 4 câu đơn giản mà độ cho gia đình anh Năm từ một cái người cư sĩ sống bình thường như bao nhiêu người khác. Bây giờ lại đã tăng lên 4 thời, 6 thời từ cái ăn chay kỳ, bây giờ lại ăn chay trường luôn. Cái đó mới là cái mình thấy nó bầu nhiệm đối với gia đình. Còn như mình thì sao? Nếu đứng ở dưới góc độ mình á, nếu mình có cái thiện duyên á thì chắc cũng giống như anh này. Còn nếu mình chưa có thiện duyên á thì mình lại nhìn ở một cái cảnh khác nữa, cái trường hợp khác nữa. Cho nên do đó thì mong rằng tất cuộc hội ngộ hôm nay nó sẽ kết nối với cái thiện duyên cùng với gia đình, giống như là một buổi anh em mình đi thăm rồi han hỏi tâm tình đạo đức, khuyến tấn cùng nhau tu học, làm tròn cái bổn phận của anh em mình. Nó muốn cho rắn đặng quá cù đồng tâm hiệp chí để chữ tư giác diều. Thì cái này nó là một cái ý chính mà trong cái clip này em với anh với lại Châu Phú với tất cả mọi người ở đây đó, đều đến gia đình với một tấm lòng rất là thiện cảm. Mà nghĩ rằng cái duyên kỳ ngộ hôm nay tự nhiên nó có chứ không phải ai mà sắp đặt được trước hết. Quá tuyệt vời. Thì thôi nhân đây anh cũng có đại diện cho đoàn ha. Em xin chúc cầu cho gia đình anh chị luôn lúc nào cũng tinh tấn thường lạc trong từ quan của Phật Pháp, và luôn nhớ đến lời dạy của Đức Thầy, tru cầu trong họ hiền lương đồng thinh niệm Phật, tai ương chẳng còn, tu cầu gia đạo vuông tròn để chồng hòa vợ thuận, cháu con thở hiền. Ồ, hay quá, quá tuyệt vời. Thì nhân đây thì Thiện Nghĩa cũng xin có đôi lời đến tất cả quý vị. Thì thật ra thì các chư vị Bồ Tát cũng đang ứng hóa thân khắp cõi Ta Bà để độ chúng sinh bằng nhiều phương tiện, phương pháp khác nhau. Có người thì nhiều khi cũng có cái duyên lành để các ngài cho thấy một cái điều gì đó nó màu nhiệm một tí để mình tinh tấn mình tu. Chứ ở đây mình không có nói gì chiêm bao quyển hoặc hay là mình để mình cầu khẩn sự linh ứng này các ngài cho mình, mà nhiều khi các ngài cho bất ngờ mình cũng không biết. Cho bất ngờ mới quý quý vị, nhiều khi cho rồi mình mới nhận ra. Hoặc nhiều khi mình đi đường gặp bà lão bà bán rau gì đó, nhiều khi các ngài mình cũng không biết được. Nói chung trong cái cõi Ta Bà hoặc là trong cái cõi vô hình này thì các ngài ứng hóa thân bằng nhiều hình thức, có thể là trong cái tâm linh chúng ta có thể thấy ngài trong một cái giấc ngủ hay là gì đó. Nhiều khi mình có cái phước duyên nhiều đời nhiều kiếp còn sót lại chứ không phải ai cũng có được. Điều đó cũng khẳng định là chúng ta thấy rằng như ngay cả Thiện Nghĩa tu hôm nay gần 40 năm cũng chưa thấy lần nào, nghĩa là cái duyên mình không có. Nhiều người cũng có duyên nhiều đời với các ngài cũng cho mình thấy cái giấc mộng lành để trợ duyên cho mình để tinh tấn mình tu. Mà Thiện Nghĩa thấy rằng cái chú Năm Thím Năm với em ở đây á thì có được cái phước duyên mà không cầu mong gì cả mà tự nhiên có. Thứ nhất, cái thứ hai, từ cái chỗ mà bài thơ này mà phân về giáo lý của thầy để bám theo cái chân lý của thầy mình tu mới chắc ăn. Đó. Cái điều cái đó là nó quý ở chỗ đó đó, chứ không phải là từ có bài thơ này rồi mình nói đây là
linh ứng, linh thiêng hay nọ mình nói điều đó thì không phải. Mà mình có được cái cổ báo này thì mình phân về, mình tìm về thầy tổ mình dạy gì trong sấm giảng, thầy dạy mình sao mình tu như thế nào để đắc đạo, để tốt, để mà được sự bình an, được sự an lạc, được sự hạnh phúc, thì tu như vậy mới đúng theo đường chánh pháp của thầy dạy. Chứ không phải mình có rồi cái mình tự hào, mình nói mình ngon hay thế này thế nọ thì không đúng. Mà hôm nay quý vị có được rồi, quý vị trân trọng và mình nghĩ đây là một cái điều phúc lành mà gia đình có được. Thì từ đó mình mới nghiên cứu giáo lý của thầy để mình đi sâu vào cái chánh pháp của thầy dạy. Thì Thiện Nghĩa nghĩ rằng đi như vậy thì Thiện Nghĩa tin chắc hơn. Còn nếu mà chúng ta cứ đi vòng vòng hoài thì chúng ta có từng đi lạc đường, lạc ngõ. Cho nên chính vì thế mà Thiện Nghĩa cũng mong rằng nếu chúng ta có những giấc mơ lành, giấc mơ tốt đẹp thì đó cũng điều tốt thôi. Chứ không phải là cái điều quyển hoặc nghe quý vị. Nếu quyển hoặc là khác. Hôm nào em sẽ nói một cái đề tài về chữ mộng nha. Đúng rồi. Trong Đức Thầy cũng nói là giấc mộng vàng nữa. Giấc mộng vàng đặng truyền đại đạo nữa. Nhiều khi có những người phước duyên thì có những giấc mộng vàng gặp Phật nha, trong giấc mơ. Anh Nghĩa còn nhớ là bạch tự tưởng, bạch tượng từ ở chốn không trung là xa xuống bình bà hối hải, vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ. Mơ tiên, đúng rồi, mơ tiên. Nhiều khi có những người có phước báo lớn á, trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, mình cũng có những giấc mơ đẹp, giấc mơ tiên là do mình tu hành tâm mình thanh tịnh, các ngài cũng cho mình thấy được sự màu nhiệm. Chứ nếu mình tu mà mình không biết cái gì, không có sự an lạc, không có sự thảnh thơi, không có một sự là an nhàn tự tại thì coi chừng chúng ta tu cũng lạc nữa đó. Mình tu lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng rối rắm, lúc nào cũng là đau khổ hết, coi chừng mình đi lạc đường. Còn hôm nay mình tu sao mình cảm thấy được sự bình an, sự hạnh phúc, sự tinh tấn. Ở đó ăn chay cúng lại ngày 2 thời, rồi giờ tăng lên 3 thời, 4 thời, rồi ăn chay kỳ, bây giờ ăn chay trường. Đó là tu đúng đường quý vị. Đó, thì nghe cũng xin chúc đến tất cả quý vị. Thì nghe cũng rất là mong rằng chúng ta phải đi đúng đường, đúng ngõ. Và chắc chắn rằng chúng ta đi theo dấu chân của thầy tổ là chắc chắn nhất. Làm theo lời chỉ, ngày rày gặp ta. Đó là Đức Thầy dạy mình nghe quý vị. Mình phân theo giáo lý của thầy cho chắc ăn nha. Hôm nay mình có giấc mơ vàng hay là giấc mộng đẹp thì cũng phải phân theo lời dạy của Đức Thầy cho nó chắc ăn nha. Nay gặp gốc phải mau tầm gốc nghe quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn anh Thầy Nghĩa. Đây em mời. Có cái địa chỉ đó, mình cứ đi theo cái địa chỉ đó. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, cái đoạn video mà anh em của Châu Phú đi đến nhà của chú Thím Tư cùng với sự góp mặt của chị Thủy, chị Truyền, chị Hà, gia đình của chị Hà, vị video thì cũng đã dài, và những cái câu chuyện mà huynh Thiện Nghĩa, huynh Hữu Nghĩa giải đáp trong những 4 câu thơ đó rất là đầy ý nghĩa. Và Châu Phú xin chân thành cảm ơn anh Thiện Nghĩa, anh Hữu Nghĩa và gia đình chú Thím Tư và tất cả vị có mặt tại đây. Quý vị đang xem trên màn ảnh, xin đồng kính chúc cho toàn thể vị và các bạn có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an sẽ đem đến cho tất cả vị nha. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Nam mô A Di Đà Phật.